Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Xem tử vi về tài lộc của những con giáp trong năm 2019. Trong 5 tháng cuối năm 2019, có 3 con giáp may mắn hút trời. Trong 12 con giáp, tiền bạc lúc nào cũng căng đầy ví. Trong những tháng cuối năm 2019 thì có 3 con giáp cực kỳ may mắn làm đâu chúng đó, phát tài đổi đời một cách nhanh chóng. Một là người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất là những người coi trọng chữ tín và danh dự của mình, và vì tập thể luôn giúp đỡ người khác xung quanh mình. Vì vậy, người tuổi Tuất luôn được bạn bè và người thân yêu mến. Theo tử vi phương Đông thì cuối năm 2019, vận khí của người tuổi Tuất sẽ tăng lên một cách bất ngờ. Họ dù có gặp chút khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc thì cũng sẽ có người giúp đỡ và tương trợ, nên dễ dàng thành công trong cuộc sống. Bước qua tháng 6 đây là một trong những con giáp đổi vận bất ngờ vào cuối năm 2019. Người tuổi Tuất cũng cần nhớ phải có một kế hoạch về tài chính cụ thể để công việc và làm ăn được thuận lợi. Vào 6 tháng cuối năm 2019, về bản mệnh sẽ càng cảm nhận được sự khác biệt khi vận khí cực kỳ tốt, có nhiều cơ hội chuyển vận, giúp cho người tuổi Tuất hạnh phúc và thành công một cách viên mãn. Hai là người tuổi Mão. Trời sinh người tuổi Mão là người vô cùng thông minh, trí thức hơn người. Họ là người biết nhìn xa trông rộng. Những người tuổi Mão tốt bụng, thương người và luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai khó khăn hơn mình. Theo tử vi chỉ rõ thì 6 tháng cuối năm 2019, tuổi Mão sẽ có nhiều đột biến với những con đường công danh và sự nghiệp. Mọi việc đều chuyển biến một cách tích cực, khiến cho người tuổi Mão có cơ hội nhận được nhiều bổng lộc bất ngờ trong cuộc sống của mình. Trong giai đoạn này thì người tuổi Mão cần bản mệnh chú ý nắm bắt thời cơ về tài lộc, nhất định sẽ vô cùng vượng. Tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, về tinh thần nhờ vậy cũng trở nên lạc quan và vui vẻ hơn. Ba là người tuổi Mùi. Trời sinh người tuổi Mùi sinh ra một cuộc sống đã an nhàn hơn người khác. Cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều viên mãn và thành công. Theo tử vi học có nói thì bước qua tháng 6 năm 2019, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, và theo các chuyên gia phong thủy, họ sẽ còn có cả năm 2020 đầy lộc lá và thịnh vượng. Nhờ công ơn được bề trên thương mến, tuổi Mùi có các sao tốt chiếu rọi, nên trong năm Kỷ Hợi 2019 là thời điểm tuyệt vời để họ thực hiện những kế hoạch mà họ đã ấp ủ từ lâu. Dường như họ làm gì cũng thu về những kết quả cực kỳ tốt. Về phần 2 là trong 3 năm tới có 3 con giáp may mắn và phát tài bất ngờ, cuộc sống bước sang một trang mới, hạnh phúc viên mãn, phú quý vẹn toàn. Theo tử vi học có nói thì những con giáp cũng được trời ban may mắn trong từng giai đoạn, và trong khoảng khắc 3 năm tới thì cuộc sống của 3 con giáp này sẽ chuyển biến tích cực. Họ sẽ gặp được quý nhân giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thịnh vượng và giàu sang. Trong cuộc sống của mỗi người, không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, và cuộc sống của mỗi người mỗi khác. Ai cũng phải đối mặt với những lo âu bộn bề về công việc riêng và tư của mình, và sau tất cả họ chỉ mong rằng mỗi ngày trôi qua sẽ tốt đẹp hơn. Cuộc sống của mình nếu như không thể giàu có như người khác thì ít nhất cũng trở nên hạnh phúc và bình yên, không muộn phiền điều gì. Theo tử vi học có nói thì trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn và gặt hái được những thành công trong cuộc sống. Những người có được cuộc sống như mong muốn đều do họ tự mình vượt qua mọi thử thách, và ngoài ra họ cũng được trời ban một chút may mắn trong từng giai đoạn của cuộc sống. Và trong khoảng 3 năm tới đây thì cuộc sống của 3 con giáp này sẽ chuyển biến một cách tích cực.
họ sẽ gặp được quý nhân và giúp cho cuộc sống của họ ngày càng giàu có và thịnh vượng hơn. Và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi xem đó là những con giáp nào nhé. Một là người tuổi Dần. Tử vi học có nói cuộc sống thời hậu vận của người tuổi Dần sẽ thăng hoa một cách rực rỡ. Tuy nhiên, trước khi bước vào giai đoạn đó, họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Và sau đó là sự tận hưởng từ thấp lên cao. Trong vòng 3 năm tới đây thì cuộc sống của người tuổi Dần sẽ có những bước chuyển chậm về sự nghiệp. Họ từ không có gì thành có gì. Mọi mối quan hệ xung quanh tưởng chừng như không thể cứu vãn và hàn gắn được một cách tự nhiên và khăng khít hơn xưa. Trời sinh người tuổi Dần vốn là một người mạnh mẽ và độc lập. Họ luôn kiên định với những quyết định của mình. Và đa số những người tuổi Dần đều là những người rất tham vọng. Họ không ngừng nỗ lực trong cuộc sống và cố gắng trong mọi hoàn cảnh, chịu khó nắm bắt mọi cơ hội xung quanh để xây dựng một cuộc sống viên mãn và vẹn toàn. Theo tử vi học có nói thì cuộc sống thời hậu vận của người tuổi Dần sẽ cực kỳ thăng hoa và rực rỡ. Tuy nhiên, trước khi bước đến giai đoạn đó, họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách, và sau đó là sự tận hưởng từ thấp lên cao. Và trong vòng 3 năm tới đây thì cuộc sống của người tuổi Dần sẽ có những bước chuyển chậm. Sự nghiệp của họ từ không có gì sẽ trở thành có gì. Và mọi mối quan hệ xung quanh tưởng chừng như không thể cứu vãn lại hàn gắn một cách tự nhiên và khăng khít hơn xưa rất nhiều. Và nhìn chung, trong 3 năm tới thì người tuổi Dần sẽ được thần tài và các quý nhân phù trợ giúp đỡ, và cuộc sống của họ trở nên ngày càng thịnh vượng và giàu có hơn. Hai là người tuổi Thân. Theo tử vi học có nói, tuy rằng người tuổi Thân không mưu cầu sự giàu có vinh hoa phú quý, nhưng họ lại được trời ban nhiều phúc đức. Ngày trước khó khăn thế nào thì không biết, nhưng trong 3 năm tới đây thì tuổi Thân sẽ được chiếu cố nồng hậu từ tài vận đến sự nghiệp. Và đặc biệt trong khoảng thời gian này thì tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối người tuổi Thân giải quyết những khó khăn trước mắt và sau đó tạo điều kiện để họ phát triển về sự nghiệp, và kéo theo đó là những chuỗi tài vận dồi dào kéo theo người tuổi Thân. Trời sinh người tuổi Thân đã là những người hiền lành, thông minh, siêng năng và luôn biết phấn đấu trong cuộc sống và không từ bỏ mọi cơ hội nào để có thể gặt hái được những thành công. Và người tuổi Thân không phải là những con giáp ngồi chờ thời cơ, mà họ luôn biết nỗ lực trong cuộc sống, luôn cố gắng tìm tòi học hỏi nhiều ngành nghề để nâng cao về bản thân mình. Theo tử vi học có nói, tuy rằng người tuổi Thân là những con người không mưu cầu sự giàu có vinh hoa phú quý, nhưng họ lại được trời ban nhiều phúc đức. Ngày trước khó khăn thế nào, nhưng trong 3 năm tới thì tuổi Thân sẽ được chiếu cố nồng hậu từ tài vận đến sự nghiệp đều thăng hoa. Đặc biệt trong khoảng thời gian này thì tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp cho tuổi Thân giải quyết những khó khăn trước mắt và sau đó sẽ tạo điều kiện để cho họ phát triển tiến lên về sự nghiệp và kéo theo những tài vận dồi dào. Bất kể làm việc gì thì họ cũng luôn thành công một cách tốt đẹp. Và nhìn chung, cuộc sống hậu vận của người tuổi Thân cực kỳ viên mãn và đầy đủ. Ba là người tuổi Hợi. Tử vi học có nói cuộc sống và hậu vận của người tuổi Hợi là một cuộc sống mà nhiều người mơ ước, bởi lẽ sự nghiệp hôn nhân của họ không những viên mãn và đời sống vật chất ngày càng dồi dào. Và đặc biệt trong 3 năm tới đây thì người tuổi Hợi sẽ cảm nhận được vận may dần thay đổi theo chiều hướng tích cực đó, giúp cho vạn sự trong gia đình đều suôn sẻ và thuận lợi hơn. Không giống như hai con giáp trên, tuổi Hợi vốn dĩ là những người được trời ban nhiều phúc đức. Bất kể cuộc sống của họ khó khăn như thế nào, nhưng cũng luôn có quý nhân bên cạnh che chở cho họ. Và đa số những người tuổi Hợi khổ tâm vì tình cảm nhiều hơn là về vật chất.
và cuộc sống những người này không quá quan trọng và giàu sang, nhưng lại được trời ban cho nhiều phú quý. Người tuổi Hợi vốn là những người hiền lành và nhân hậu. Những gì họ có được, họ đều san sẻ cho mọi người, và nhờ vậy mà phúc đức và phúc phần càng tăng thêm. Theo tử vi học nói thì cuộc sống hậu vận của người tuổi Hợi là một cuộc sống mà có rất nhiều người phải mơ ước, bởi lẽ sự nghiệp hôn nhân của họ không những viên mãn mà đời sống vật chất ngày càng dồi dào. Và đặc biệt trong 3 năm tới đây thì người tuổi Hợi sẽ cảm nhận được vận may sẽ dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, giúp cho vạn sự gia đình đều suôn sẻ và thuận lợi. Cũng bên cạnh đó, cuộc sống của người tuổi Hợi trong 3 năm tới đây cũng vượt lên một tầm cao mới và rất nhiều hy vọng đáng mong đợi. Về phần 3 là có 3 con giáp có khả năng kiếm nhiều tiền. Trong giữa tháng 7 tới đây, thần tài chiếu cố nồng hậu, cuối năm thì cuộc sống thăng hoa và rực rỡ. Trong năm Kỷ Hợi 2019 này thì có 3 con giáp ngỡ tưởng rằng là dậm chân tại chỗ, đợi vận may như nắng đợi mưa rào, nhưng bất ngờ được thần tài chiếu cố nồng hậu, và đặc biệt giữa tháng 7 này trở đi thì họ sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền, và bên cạnh đó sự nghiệp cũng có sự chuyển biến tích cực. Và trong cuộc sống của mỗi người, ai ai cũng có mưu cầu chạy theo sự hạnh phúc và giàu có, nhưng tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều đó. Một cuộc sống viên mãn nhất là khi bạn không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, hoặc một cuộc sống bình yên khi nhận được nhiều tình cảm của mọi người để tâm tới. Nhưng theo tử vi học có nói thì trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn hay là thành đạt trong cuộc sống. Trong năm Kỷ Hợi 2019 này thì có 3 con giáp ngỡ tưởng là dậm chân tại chỗ, đợi vận may, nhưng từ giữa tháng 7 trở đi họ sẽ có một cơ hội kiếm được rất nhiều tiền, và bên cạnh đó sự nghiệp cũng chuyển biến tích cực. Dự kiến cuối năm nay mọi thứ xung quanh đều suôn sẻ thuận lợi, tiền bạc ngày càng dư dả, tình cảm bình yên và hạnh phúc cả năm vẹn toàn. Và hãy cùng kiến thức tử vi xem đó là những con giáp nào nhé. Một là người tuổi Sửu. Theo tử vi học có nói thì trong năm Kỷ Hợi 2019 này, tuổi Sửu vẫn gặp được rất nhiều may mắn, nhưng đặc biệt vào giữa tháng 7 tới đây thì họ sẽ gặp được những cơ hội làm giàu. Có 102, người tuổi Sửu vốn là người tài giỏi, thông minh. Một khi gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì họ sẽ biết nắm bắt. Và đó cũng chính là lúc mà người tuổi Sửu đổi đời. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may đang thay đổi từng ngày. Trời sinh người tuổi Sửu là những người luôn có chí cầu tiến và là người chăm chỉ, siêng năng và đặt công việc lên hàng đầu. Trong số những con giáp này thì người tuổi Sửu là người có khả năng kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào sự kiên trì, nhẫn nại hiếm có, khó tìm của họ đó. Và đa số những người tuổi Sửu là những người sống rất thực tế, không mơ mộng, và họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng khổ là do mình. Vì vậy họ càng cố gắng thì sẽ càng có khả năng xây dựng một cuộc sống sung túc hơn. Theo tử vi học nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 này, tuổi Sửu gặp được rất nhiều may mắn, nhưng đặc biệt là vào giữa tháng 7 tới đây, họ sẽ gặp được cơ hội làm giàu. Có 102, người tuổi Sửu vốn là người tài giỏi, sẵn trí thông minh. Một khi gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì họ chắc chắn sẽ nắm bắt. Và đó cũng chính là lúc đổi đời của những người tuổi Sửu. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may thay đổi từng ngày. Dự kiến cuối năm nay, tuổi Sửu sẽ sở hữu một cuộc sống vinh hoa phú quý mà mình không bao giờ ngờ đến. Hai là người tuổi Hợi. Tử vi học có nói trong năm Kỷ Hợi 2019 này, nhiều người cho rằng năm tuổi sẽ không may mắn, nhưng về trên thực tế thì vận may sẽ đến vào lúc tuổi Hợi không thể ngờ đến. Cụ thể
là từ giữa tháng 7 năm nay, tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân. Đặc biệt hơn thế là có thần tài chiếu cố một cách nồng hậu. Từ giai đoạn này trở đi, rất dễ kiếm nhiều tiền và làm giàu trong thời gian rất ngắn. Trời sinh người tuổi Hợi là những người hiền lành, nhân hậu và luôn là những người dĩ hòa vi quý, biết suy nghĩ cho người khác. Trong số những con giáp về tuổi Hợi được xem là con giáp mà trời ban nhiều phúc đức nhất, bất kể họ làm những việc gì thì cũng luôn có quý nhân ở bên cạnh phù trợ. Theo tử vi học có nói thì trong năm Kỷ Hợi 2019 này thì nhiều người cho rằng là năm tuổi sẽ không may mắn, và trên thực tế vận may vẫn cứ đến vào lúc tuổi Hợi sẽ không ngờ tới. Cụ thể là từ giữa tháng 7 năm nay, tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân và đặc biệt hơn hết là sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, và từ giai đoạn này trở đi rất dễ kiếm được nhiều tiền và làm giàu trong một thời gian rất ngắn. Đối với những người làm kinh doanh thì đây là thời cơ rất thuận lợi để đổi đời và tận hưởng một cuộc sống ấm no đến hết năm nay. Và nhìn chung, cuối năm Kỷ Hợi 2019 là khoảng thời gian rất đáng mong chờ đối với người tuổi Hợi. Ba là người tuổi Ngọ. Theo tử vi học có nói thì trong năm Kỷ Hợi 2019 này, người tuổi Ngọ sẽ bất ngờ được thần tài chiếu cố trong một giai đoạn nhất định. Cụ thể, từ giữa tháng 7 tới đây thì tuổi Ngọ làm gì cũng gặp được nhiều may mắn, và bên cạnh đó họ còn được quý nhân đem đến nhiều cơ hội làm giàu và kiếm được nhiều tiền để đổi đời chỉ trong năm nay. Không những thế, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, rất thuận buồm và xuôi gió. Trời sinh người tuổi Ngọ là những người có tính cách thoải mái và là người hào phóng, thích cuộc sống tự do, sáng tạo và không muốn phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Ngọ bề ngoài có vẻ vô lo và vô nghĩ, nhưng trên thực tế lại là người có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Trong cuộc sống, người tuổi Ngọ sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng với mọi mong muốn làm giàu và kiếm được rất nhiều tiền để đi khắp nơi. Theo tử vi học có nói thì trong năm Kỷ Hợi này, tuổi Ngọ bất ngờ được thần tài chiếu cố trong một giai đoạn nhất định. Cụ thể, từ giữa tháng 7 tới đây thì tuổi Ngọ làm gì cũng gặp được nhiều may mắn, và bên cạnh đó họ còn được quý nhân đem đến cho những cơ hội làm giàu và kiếm được rất nhiều tiền và đổi đời chỉ trong một năm. Không những thế, mọi kế hoạch dự định của người tuổi Ngọ được vận hành trơn tru và rất thuận buồm xuôi gió. Dự kiến những tháng cuối năm, nếu như tuổi Ngọ có ý định kinh doanh thì có thể sẽ thành công bất ngờ và kéo theo tài vận dồi dào, và có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền rất lớn dư giả trong một cuộc sống sung túc đến vài năm sau.